Alo. Rồi chào các bạn đến với kênh YouTube của Việt Hát. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái camera rồi, USB siêu nhỏ Helitech 5350HD. Camera đang bán tại Việt Hát. Rồi, đây là cái camera. Thì để em nói là một cái camera và một cái cáp sạc. Rồi cái dây mình móc khóa để mình treo cái USB. Rồi nó có vậy thôi. Chờ tiếp hồi nó báo biết rồi cài cái wifi. Đây đây camera. Đây, cái camera ha. Chờ camera nó phát tiếng rồi. Đây là mắt camera nè. Focus. Thì có báo cái gì kẹt nó tới nào tới khúc đó thì em cho em lại. Đây là cái thẻ nhớ, chỗ gắn thẻ nhớ. Có thẻ nhớ vô rồi nè, để thẻ nhớ thôi. Thêm gắn thẻ nhớ vô, mình để ý là ở trong đây nó có cái miếng inox, là cái mặt cái chữ này là phải nằm ở miếng đó. À, đốt hướng này nha. À. Bên là cái mặt có chữ là nằm bên không có cái nút này, bên này có cái nút. À, nghe rồi. À, ok. Bây giờ mình sẽ quay thử ha. Thì mình để ý ngay chỗ cái cạnh này là nó có cái đèn ở đây. Đó. Mình nhấn vô nè. Đó. Đèn sáng là camera đang hoạt động, đang mở nguồn lên được á. Rồi để quay phim là các bạn nhấn giữ lâu nha. Nhấn giữ lâu nè, nhấn giữ lâu. Rồi tắt. Tắt là đang quay. Đó, đang quay. À, mình quay gì đó, quay qua đây. Rồi, để ngưng quay thì mình nhấn nút này nữa. Đó, sáng đèn lên. Là nó hết quay. Quay là sao? Quay qua lại. Rồi. Để quay tiếp một cái đoạn thứ hai thì mình cũng nhấn giữ lâu. Chớp chớp tắt. Rồi đang quay. Không, giờ nó bỏ cái chức năng rồi. Mới vô nó không có quay rồi. Giờ anh chỉnh có điện thoại không đi tủ, có lúc khởi động nó sẽ không quay qua lại thôi. Rồi, không quay nữa thì rồi. Thì cái này nó có vậy thôi. Quay giờ nó bỏ quay phim. Giờ cái dòng nó bỏ mắt quay phim đây nè, bạn cứ hướng là chỉ vô nha, hướng này. Rồi để mà mình xem lại video á thì mình gắm trực tiếp này, cái USB này vô máy tính luôn. Hoặc là sử dụng cái dây này để đầu này. Ở đây để mình gặm cái bây giờ. Này, ok. Rồi, còn đầu này thì gặm vô máy tính. Cái đồng hồ kia đâu rồi? Ra bên này có cái đồng hồ nào đó vậy? Có rồi đây. À, thì đây mình vô chọn video. Cho đây.
Còn cái ngay chỗ cái chỗ then này là mình chỉnh thời gian. Thời gian nha, chỉnh thời gian để cho máy quay phim cho nó đúng giờ, đúng ngày tháng năm. Năm tháng ngày ha. Năm tháng ngày. Giờ là 16:47. Rồi mình xe lại. Đây này, nó quay phim nó định dạng AV luôn. Thì dùng cái phần mềm nào coi cũng được đó, đơn giản. Cái này nó dễ sử dụng. Nó sạc pin đầy rồi xài thôi. Đây, đây là cái camera. Dục dạ. Rất là nhỏ gọn. Có một cái nút để xử lý hết luôn. Rồi để đó có cái tài khoản của anh ra. Đây là cái camera của nó. Nó đang sắp tài khoản của anh đi để em vô lại bên em. Chuẩn bị. Đèn báo. Quay phim đó, nhắn giữ lâu quay phim, kết thúc quay phim. Rồi ở đây là sản phẩm đang được bán trên trang Lazada với cái mã là 5350HD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Video này mình sẽ up lên cái trang trang Việt Hát, dựng YouTube trên Việt Hát. Nhớ subscribe kênh nha các bạn. Okay. Rồi xin chào các bạn nha.